Xin chào các bạn. Video này mình quay về một máy bay khá hiếm khi xuất hiện ở Sài Gòn. Đây là một chuyến bay chở hàng của hãng hàng không Mỹ Calita Air. Chiếc Boeing 747-400F mang mã đăng ký N709CK. Có lẽ đây là một chuyến bay đến Tân Sơn Nhất để chở các đồ dùng thiết bị y tế phục vụ chống dịch Covid-19. Trong lịch sử thì ngay trong chuyến bay chở hàng khai trương đường bay của hãng Calita Air đến sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa ngày 28 tháng 8 năm 2016, chiếc máy bay của hãng đã gặp sự cố hy hữu bung phao trượt. Sự việc xảy ra tầm 12 giờ 30 phút trưa ngày 28 đối với chuyến bay có số hiệu K49270. Máy bay đã bị bung cầu phao trượt cửa 1R. Do sự cố này, chặng tiếp theo của máy bay đi sân bay Incheon, Hàn Quốc đã bị chậm giờ vì phải chờ cuốn lại thuyền phao khắc phục sự cố. Bây giờ chúng ta cùng xem quá trình hạ cánh của chiếc 747 này nhé. Cú tiếp đất tạo nên một vệt khói đẹp mắt. Bón ớt thêm một chút khói nữa này. Hết tiền. Bây giờ máy bay sẽ chạy về vị trí đó. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, hãng Calita Air đã thực hiện chuyến bay số hiệu K4371 sơ tán công dân từ Vũ Hán về Mỹ. Máy bay đến sân bay quốc tế Ted Stevens ở Alaska vào sáng 29 tháng 1 năm 2020. Sau khi dừng ở Alaska, máy bay đến căn cứ không quân March gần Riverside, California. Chuyến bay sơ tán ban đầu được thông báo là đi đến San Francisco, nhưng được đổi thành sân bay quốc tế Ontario, sân bay dân sự gần Los Angeles, trước khi được chuyển đến một căn cứ quân sự. Chiếc máy bay chở hàng được trang bị ghế tạm cho các nhà ngoại giao Mỹ, gia đình của họ và một vài công dân Mỹ trở về từ Vũ Hán. Chuyến bay của Calita Air rời sân bay quốc tế Tian He của Vũ Hán với một phi công mặc đồ bảo hộ đầy đủ. Chúng ta cùng hy vọng rằng thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng sẽ sớm vượt qua được Covid-19. Với việc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong nhiều ngày qua, nhiều tuần qua, công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Việt Nam tiếp tục được truyền thông quốc tế ca ngợi như một điểm sáng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hy vọng rằng điểm sáng đó sẽ giúp quốc tế có được bài học kinh nghiệm sâu sắc để từ đó chống dịch hiệu quả hơn. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Mọi người hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.